Xin mến chào bạn đã đến với kênh Top 1 Kiến thức Thú vị, nơi chia sẻ những điều bí ẩn quanh ta. Các bạn thân mến, trong thế giới xung quanh ta có muôn điều bí ẩn thú vị mà chắc hẳn không phải ai cũng biết. Hãy cùng Top 1 Kiến thức Thú vị khám phá nhé! Hai bong bóng khổng lồ phun ra các chùm tia gamma xuất hiện ở trung tâm của dải ngân hà và giới thiên văn chưa biết chúng được sinh ra từ đâu. Kính thiên văn không gian Fermi của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA mới phát hiện hai bong bóng nói trên. National Geographic cho biết chúng có độ dài 25.000 năm ánh sáng và trải dài theo hướng Bắc Nam từ trung tâm dải ngân hà. Từ trước tới nay giới thiên văn chưa từng gặp vật thể nào như vậy, loài người luôn nghĩ chúng ta đã biết rất nhiều về dải ngân hà. Nhưng thứ mà chúng tôi thấy cho thấy vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta, David Pe, một nhà vật lý thiên văn của Đại học Princeton tại Mỹ, phát biểu. Doug Finney, một giáo sư thiên văn của Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard, Smithsonian tại Mỹ, nói rằng hai bong bóng khổng lồ là một dạng năng lượng nào đó. Tuy nhiên, ông không biết dạng năng lượng ấy được tạo ra từ đâu. Tia gamma là dạng ánh sáng có năng lượng cao nhất. Trong vũ trụ nó thường được sinh ra bởi những sự kiện dữ dội như vụ nổ sao siêu lớn, hố đen và sao nơ-tờ rông cũng thường xuyên giải phóng tia gamma. Hai bong bóng khổng lồ được tạo nên bởi khí nóng và có điện tích, năng lượng mà chúng giải phóng tương đương với năng lượng của vài trăm nghìn ngôi sao nổ tung. Finney cho rằng hai bong bóng khổng lồ có thể là phần còn lại của một vùng tạo sao giữa ngân hà. Nếu một chòm sao khổng lồ hình thành từ vài triệu năm trước, chúng có thể chết cùng lúc và tạo nên chuỗi vụ nổ sao siêu lớn. Trong trường hợp ấy, hai bong bóng chính là năng lượng mà các ngôi sao tích tụ sau trong triệu năm, Finney nói. Một giả thuyết khác, theo vị giáo sư, là hố đen đang ngủ yên giữa trung tâm ngân hà đã hoạt động trong một thời gian ngắn. Giới khoa học nhất trí với nhau rằng một hố đen siêu lớn nằm ở trung tâm dải ngân hà, kích thước của nó tăng dần nhờ liên tục hút vật chất. Khi các hố đen trong vũ trụ hút vật chất để tăng kích thước, chúng thường phun ra những luồng bức xạ năng lượng cao. Các nhà thiên văn đã tìm ra những hố đen hoạt động trong vũ trụ, song họ chưa tìm thấy bằng chứng về sự hoạt động của hố đen trong dải ngân hà. Vì vậy, hai bong bóng khổng lồ có thể là bằng chứng đầu tiên về hoạt động của hố đen trong trung tâm ngân hà, Finney nói. Nhóm nghiên cứu của Đại học Gention loại bỏ giả thuyết mà theo đó, hai bong bóng là một dạng vật chất tối. Nhiều nhà khoa học tin rằng các nguyên tử vật chất tối hủy diệt lẫn nhau khi va chạm, giải phóng những hạt mới kèm theo năng lượng khổng lồ. Người ta cho rằng vật chất tối tồn tại ở lõi của các thiên hà. Vì thế tìm kiếm tàn dư của những vụ va chạm của nguyên tử vật chất tối là cách duy nhất để chứng minh sự tồn tại của vật chất tối. Những bong bóng này là những cấu trúc khổng lồ và bí ẩn xuất phát từ trung tâm của dải ngân hà và kéo dài khoảng 20.000 năm ánh sáng. Chúng nằm ở vị trí phía trên và dưới mặt phẳng của dải ngân hà. Hiện tượng kỳ lạ này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2010, kèm theo tia gamma và tia X cường độ cao, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các nhà khoa học suy đoán rằng tia gamma có thể là sóng xung kích từ những ngôi sao bị hố đen lớn ở trung tâm dải ngân hà nuốt chửng. Đáng chú ý, kể từ khi được phát hiện lần đầu cho tới nay, bong bóng Fermi đã khiến nhà thiên văn học trên thế giới phải đau đầu do không tìm được nguồn gốc xuất xứ của cấu trúc tia gamma khổng lồ này. Các bạn thân mến, thời lượng video kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Top 1 kiến thức thú vị xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ sau nhé. Video đến đây đã hết. Vì hay và bổ sung rất mong các bạn để lại lượt like và đăng ký.